Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trên kênh YouTube của mình thì có rất là nhiều video hướng dẫn về website rồi. Tuy nhiên thì mình muốn hệ thống lại kiến thức cho nên là mình làm mới video để cho các bạn mới bắt đầu làm, các bạn có thể theo dõi ha. Thì website thì không còn xa lạ với các bạn nữa. Về khái niệm website thì các bạn có thể bắt gặp rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau. Đây ví dụ như khi các bạn lên Google các bạn gõ này. Đây ví dụ khi các bạn lên Google các bạn gõ website là gì này thì sẽ có rất là nhiều người giải thích về website. Đây thì ở đây mình có bật một số cái bài viết lên. Đây thì ở đây người ta giải thích này. Website hay còn được gọi với tên khác như là trang mạng, trang web là kênh thông tin sử dụng giới thiệu sản phẩm, quảng bá mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Rồi bên này thì người ta bảo website là nơi tập hợp các trang web cung cấp những nội dung liên quan tới hình ảnh, video clip, cập nhật thông tin mới nhất. Rồi còn bên này thì người ta ghi là website được ví như một ngôi nhà trong môi trường online, rồi cung cấp các thông tin giới thiệu dịch vụ sản phẩm, thương hiệu, mô hình hoạt động công ty doanh nghiệp, cửa hàng. Đấy, rồi bên này thì website là thông tin với mục đích để giới thiệu cập nhật thông tin của các doanh nghiệp. Rồi thì về website thì có rất là nhiều cái khái niệm khác nhau. Thì tóm lại á, website nó giống như là một cửa hàng online các bạn ấy. Các bạn có thể đưa các sản phẩm dịch vụ của các bạn lên trên website các bạn. Và các sản phẩm dịch vụ ở đây thì các bạn sẽ chuyển thành các cái file, ví dụ như là file hình ảnh này, video, rồi những cái bài viết giới thiệu. Đấy. Ví dụ như ở ngoài cửa hàng các bạn kinh doanh bánh kẹo đi, thì các bạn sẽ đưa hình ảnh của các cái sản phẩm này lên, hoặc là các bạn quay video các bạn đưa lên, hoặc là các bạn sẽ giới thiệu bằng những cái bài viết. Cái cách tạo website thì dễ thôi, các video sau thì mình sẽ hướng dẫn. Còn bây giờ thì các bạn cứ hiểu về cái khái niệm website trước ha. Rồi thì tóm lại, website là một cái nơi để các bạn có thể lưu trữ thông tin ở trên internet. Các thông tin ở đây có thể là các cái hình ảnh này, video này, hoặc các cái bài viết ha. Và bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào website của bạn để đọc các thông tin này. Rồi thì đó là về khái niệm website. Còn về cái tầm quan trọng cũng như là cái lợi ích khi các bạn có website, đó là thứ nhất, website các bạn sẽ hoạt động 24/24. Đối với các cái cửa hàng kinh doanh truyền thống á, thì các bạn mở cửa các bạn cũng có giờ có giấc đúng không? Nhưng mà đối với các cửa hàng online thì các bạn sẽ hoạt động 24/24 ha. Lúc nào khách cũng có thể vào được. Ngoài ra thì sẽ không cần phải có nhân viên túc trực này, rồi không cần phải thuê bảo vệ coi xe này. Đấy ha, website thì hoạt động 24/24 và lúc nào thì khách cũng có thể truy cập được, kể cả khách nước ngoài hay là Việt Nam ha. Bất kỳ nơi đâu chỉ cần có internet đều có thể truy cập được. Và đó là một trong những cái lợi thế khi bạn có website. Rồi cái lợi thế tiếp theo đó là về cái chi phí. So với kinh doanh truyền thống thì việc làm website thì nó rất là rẻ thôi. Nếu bạn thuê ngoài thì chi phí để mà thuê mặt bằng một tháng bèo nhất là cũng 4-5 triệu rồi. 4-5 triệu một tháng nhá. Còn đối với website thì nó rất là rẻ. Với cái chi phí 4-5 triệu một tháng đó thì các bạn có thể sử dụng website trong vòng 1 năm. Rất là rẻ so với cái việc thuê mặt bằng ở ngoài. Đấy, thuê mặt bằng ở ngoài thì 4-5 triệu một tháng. Còn đối với cửa hàng online thì 4-5 triệu là chi phí cho cả năm luôn rồi. Cái chi phí sẽ tầm giá này nhá. Có thể là cao hơn chút hoặc là có thể thấp hơn. Thì cái này tùy vào từng nhà cung cấp nữa ha. Mình sẽ không có cố định. Tuy nhiên thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn thuê mặt bằng ở bên ngoài. Rồi cái lợi ích thứ ba đó là khi các bạn có một cái website thì sẽ giúp các bạn uy tín hơn, cái cửa hàng doanh nghiệp của bạn sẽ uy tín hơn và chuyên nghiệp hơn nhé. Website là bộ mặt của doanh nghiệp, nó còn thể hiện cái thương hiệu của doanh nghiệp ha, thương hiệu công ty hoặc là một cá nhân nào đó. Và thời đại hiện nay thì với cái tốc độ phát triển của internet thì việc sở hữu website rất là bình thường rồi. Kinh doanh mà không có website thì bây giờ rất là lạc hậu. Rồi, ngoài ra thì website là thuộc về sở hữu của các bạn nhé. Nó không giống như là Facebook hay YouTube. Ở Facebook, YouTube thì các bạn tạo tài khoản ở trên website người ta. Còn website là của bạn ha, chủ sở hữu là của bạn nhé. Các bạn muốn làm gì ở trên đó cũng được. Và website thì các bạn có rất là nhiều cách để kiếm tiền. Ví dụ như các bạn có thể bán sản phẩm dịch vụ của bạn này. Rồi các bạn có thể làm tiếp thị liên kết. Rồi các bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo. Rồi các bạn có thể nhận tiền từ tài trợ, vân vân. Có rất là nhiều cách để kiếm tiền với website. Và website là một trong những kênh mà phát triển bền vững nhất kể từ khi Google ra đời cho đến nay.
mặc dù các cái nền tảng khác như là YouTube này, Facebook này, rồi TikTok này, vân vân, các cái nền tảng khác phát triển, nhưng mà website vẫn đứng vững ha. Đấy, cho nên là các bạn cần phải sớm sở hữu cho mình một cái website. Rồi thì đó là một số cái lợi ích khi các bạn sử dụng website, kinh doanh với website. Rồi và tiếp theo là mình sẽ nói đến các yếu tố để mà có thể cấu thành nên một website. Thì các yếu tố để tạo nên một website, ở đây mình chỉ gom lại thành 3 yếu tố thôi. Thứ nhất đó là tên miền, thứ hai đó là hosting, và thứ ba đó là giao diện. Tên miền thì tiếng Anh hay còn gọi là domain nhé. Tên miền thì nó giống như là cái địa chỉ nhà ấy. Mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha. Ví dụ như các bạn ví dụ như một cái tòa chung cư đi, thì các cái căn nhà ở trong đó thì gọi là các cái website, các cái phòng, số phòng, địa chỉ nhà thì gọi là tên miền, và cái mảnh đất để mà xây lên các cái căn hộ trong đó, toàn bộ căn hộ trong đó thì gọi là hosting ha. Thì bạn có thể hiểu như vậy ha. Một cái mảnh đất có thể xây nên nhiều ngôi nhà thì cũng giống như là một cái hosting, các bạn có thể có nhiều website, các bạn có thể để nhiều website. Và cái số lượng căn nhà thì tùy thuộc vào cái cơ cấu của cái mảnh đất đó ha, tùy thuộc vào cái mảnh đất này, độ rộng của mảnh đất này, cũng như là về cái cơ sở hạ tầng. Còn các cái đồ dùng ở trong các cái căn nhà thì các bạn sẽ gọi nó là giao diện. Giao diện giống như là cái nội thất ha, bàn ghế, tủ quần áo, nói chung tất cả những cái gì các bạn có thể trang trí trong nhà thì gọi là giao diện. Đây mình ví dụ luôn này, ví dụ như cái website này đi, toàn bộ cái này gọi là website nhé. Thì cái này là tên miền này, ở trên đầu này gọi là tên miền. Tên miền sẽ có địa chỉ là HTTPS, sổ chéo và cái tên miền các bạn. Đó, còn cái này gọi là cái giao diện ha. Toàn bộ những cái gì các bạn thấy đây gọi là giao diện. Đó, giống như là cái nội thất căn nhà. Còn hosting thì các bạn sẽ không có thấy ha. Hosting nó là một cái không gian thôi, không gian trên Internet thôi, các bạn sẽ không có thấy được. Thì các bạn chỉ có thấy tên miền ở đây và cái website các bạn thôi. Ngoài ra khi bạn thiết kế web hay là làm web thì các bạn sẽ còn bắt gặp một số cái khái niệm khác như là VPS này, rồi máy chủ ảo này, vân vân. Thì nếu mà các bạn sử dụng các cái website thông thường, website cá nhân hoặc là doanh nghiệp nhỏ, thì các bạn chỉ cần sử dụng hosting là được rồi. Còn những dạng website lớn của công ty hay của doanh nghiệp mà cái lượt truy cập lên đến hàng ngàn người hay là hàng triệu người thì các bạn mới phải sử dụng đến cái VPS hoặc là máy chủ ha. Rồi, cái phần thứ ba đó là mình sẽ nói về cái giá khi bạn sử dụng website. Về cái giá thì ở đây nó sẽ không cố định ha, nó sẽ tùy thuộc vào các cái yếu tố. Cũng giống như các bạn mua đất hay là xây nhà ấy, nếu các bạn mua đất xây nhà ở những nơi mà vị trí đẹp, mảnh đất rộng, phong cảnh hữu tình chẳng hạn, thì nó sẽ có cái giá cao, có giá cao hơn so với những cái mảnh đất nhỏ hẹp hoặc là ở gần nghĩa địa. Đó, thì đó là một cái ví dụ ha. Đó, cho nên là ở trên Internet cũng vậy, cái giá của website nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như là tên miền này, tên miền có đẹp hay không nè, rồi cái mảnh đất hosting nó có rộng hay không nè, nó có mướt hay không, rồi còn cái giao diện của bạn, các bạn có muốn đẹp hay không, các bạn có muốn nội thất đầy đủ tính năng hay không. Đấy, thì đó là một số yếu tố để mà quyết định nên giá của một cái website. Rồi còn về chi tiết cụ thể thì trong các video sau thì mình sẽ demo cho bạn luôn ha. Rồi thì đó là một số thông tin về website. Website thì các bạn có thể tự thiết kế hoặc các bạn có thể đi thuê người khác làm, người ta làm cho bạn từ A tới Z luôn, từ việc mua tên miền, hosting, rồi cài đặt giao diện và cả viết bài chăm sóc website nữa. Đấy, một là các bạn đi thuê và hai là các bạn tự làm. Các cái video sau thì mình hướng dẫn các bạn cách tự tạo ra một cái website. Các bạn nên tự biết thiết kế ha. Còn nếu các bạn có nhu cầu mua luôn á thì các bạn cũng có thể liên hệ mình. Mình sẽ cho các bạn xem một số cái mẫu website. Các bạn có thể liên hệ mình qua số Zalo bên dưới nhé. Rồi video này của mình dừng lại tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn comment bên dưới nhé. Video sau mình sẽ hướng dẫn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.